chào các bạn. Do cũng bận nên là tôi sẽ làm những clip ngắn nhanh thôi. Trong clip này thì giải thích một cách ngắn gọn là do nhiều bạn hỏi là tại sao lại đặt đá hoặc là tại sao lại đặt kim tự tháp trong nhà vệ sinh để hóa giải điều gì, đúng không? Tại sao là vệ sinh xấu như thế lại đặt đá vào đấy, lại đặt kim tự tháp vào đấy, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu được cái câu chuyện như là vấn đề thực tế và cái cách xử lý. Ở đây thì tôi cắt luôn một phần cái hồ sơ tôi đang tư vấn phong thủy, thì để các bạn hình dung, kể cả vận 8 hay vận 9 thôi, cái vận ở đây không phải là cái vấn đề của chúng ta quan tâm, mà vấn đề các bạn phải lưu ý là chạm với cái trường hợp này là cái vệ sinh mà sao tốt bay đến, mà trong trường hợp này là sao tốt theo vận hoặc là theo cách tính thông thường là theo năm, đúng không? Tính theo năm hay tính theo vận tùy từng người. Thì chẳng hạn trong cái ví dụ này là theo vận, thì ở đây các bạn thấy một vấn đề là bản thân chúng ta phải hình dung đã, bản thân cái sao số 2 ở đây nó là sơn thần, đúng không? Nó ở phụ trách về sức khỏe. Thì khi nó bay đến vệ sinh thì các bạn phải hình dung là vệ sinh là cái nơi uế khí và là nơi khí xấu, thì cái sao sức khỏe nó bay đến đấy thì nó sẽ bị vệ sinh nó triệt tiêu. Các bạn hình dung không? Nó phải triệt tiêu thì nhiều cách dân gian người ta hay có những cái mẹo gọi là mẹo theo kiểu là đi xong thì đậy nắp lại chẳng hạn, thì cái đấy nó chả giải quyết được vấn đề gì các bạn, nó chỉ là gọi là tâm lý thôi. Dân gian thì thường người ta hay chữa mẹo theo kiểu tâm lý, còn thực tế là cái sao tốt nó bay đến chỗ xấu thì cái sao tốt, các bạn hình dung là sao tốt nó không phát huy được tác dụng. Các bạn hiểu cái câu chuyện không? Nó không phát huy được tác dụng. Và bây giờ với cái nhà như thế này, sao số 2 ở sơn bàn vào thì là sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì nó không hỗ trợ được nữa mà. Gần như kiểu nó bay vào vũng lầy, nó bay vào cái hố nó bay vào cái hố đấy rồi thì làm sao nó phát huy được tác dụng, đúng không? Thì ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc là ví dụ là nó ở trên hướng bàn, nó vào đấy thì nó sẽ bị mất tài lộc. Thì cái cách đơn giản nhất là chúng ta hóa giải, chúng ta kích nó lên thôi, đúng không? Kích nó lên thì tùy theo từng cái sao, chúng ta quy nó ra ngũ hành, xem cái sao gì thì chúng ta đặt cái quả cầu hay là đặt cái kim tự tháp, cái màu tương ứng. Còn tất nhiên dân gian thì người ta đặt cầu, còn thực tế thì tôi cải tiến sang kim tự tháp, thì tôi hóa giải của tôi đều là kim tự tháp thôi các bạn nhé. Nên là ở đây thì không quảng cáo hay nói nhiều về kim tự tháp, không bạn lại vào quảng cáo, chủ yếu là giải thích để các bạn hình dung là lý do tại sao là vệ sinh lại đặt quả cầu, vệ sinh lại đặt kim tự tháp, đúng không? Ví dụ quả cầu thì các bạn phải đặt thấp nhất có thể đấy, còn kim tự tháp thì tôi làm nó phát theo các hướng thì bạn đặt đâu cũng được, tuy nhiên là tốt nhất vẫn là trên, thẳng cái vệ sinh lên trên. Thì tôi cũng làm nhiều clip rồi, đóng cái giá ở bên trên rồi đặt cái kim tự tháp thì nó sẽ kích cái sao sức khỏe, kích cái sao tài lộc lên. Hoặc ví dụ là năm 2023 sao số 8 nó là tài lộc ở phía nam, mà vệ sinh nhà bạn ở phía nam thì tự nhiên là tài lộc mất thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Hoặc là ví dụ sao số 6 là liên quan đến uy quyền ở phía tây thì tự nhiên là mình mất quyền lực, tự nhiên là nói làm sếp mà nói chả ai nghe, thì lại lúc đấy lại phải để ý xem là phía tây có phạm gì không. Thì đấy là cái hóa giải theo năm 2023. Hoặc là vệ sinh ở phía tây, vệ sinh ở phía tây năm 2023 thì mình cũng mất quyền lực này. Còn người mà vệ sinh ở phía nam thì năm 2023 thì lại mất mát tiền tài, đúng không? Vệ sinh ở tây nam thì lại mất may mắn, mất quý nhân phù trợ, đúng không? Hoặc là ở phía nó tương ứng với từng sao, mà nó cứ vệ sinh mà ở chỗ sao tốt, hoặc nói tóm lại là vệ sinh thì trong nhà bạn nó cố định, nhưng mà cái sao thì nó di chuyển theo vận, theo năm, mà nó cứ sao xấu bay vào vệ sinh không sao, sao tốt bay vào vệ sinh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốt tương ứng.